Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên mình bây giờ đang là combo sản phẩm vòng đeo tay thông minh và tai nghe True Wireless giá cực kỳ tốt mà chính mình đang sử dụng. Combo này thì mình đã sử dụng khoảng hơn 5 tháng rồi và cũng nhiều bạn muốn mình là có một cái bài đánh giá chi tiết cái combo này sau một khoảng thời gian rất là dài mình sử dụng, và mình cũng chia sẻ luôn là cái lý do tại sao mình lại lựa chọn cái combo này nhé. Thì cái combo của mình mua đấy là cái Huawei Band 6 và Huawei FreeBuds 4i. Đấy. Thế thì bây giờ thì mình sẽ nói về cái vòng đeo tay Huawei Band 6 này trước, những cái trải nghiệm của mình sau khoảng hơn 5 tháng sử dụng. Đấy, thế thì đầu tiên là sau một thời gian khá là dài như thế thì dây dợ của nó như thế nào? Đấy, nó bị xước sát nhiều ở mặt đồng hồ hay không, hay là dây của nó có bị rão hay không? Đấy thì cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là dây sử dụng hoàn toàn bình thường nhá, không bị rão hay là không bị nứt cái thứ gì cả. Mình thì mình biết là có một số những mẫu đồng hồ nếu mà sau một khoảng thời gian dài chúng ta sử dụng ấy thì nó sẽ có những vết nứt ở trên cái dây này. Đấy, nhưng mà cái dây của mình thì không có bất kỳ một cái vết nứt nào cả. Ở trên mặt đồng hồ thì đây, để mình lau luôn này để xem có vết xước răm nào hay không. Gần như rất ít những cái vết xước ở trên này, rất ít luôn và rất khó có thể để nhìn thấy. Đấy, vậy là đầu tiên là về mặt chất liệu thì là khá ok nhá. Đối với cả cái Huawei FreeBuds 4i này thì để mình xem nào, có xước răm bởi vì là cái phần nhựa này nó là nhựa bóng, chúng ta không thể tránh được điều đấy. Đấy, nhưng mà những cái tình trạng xước thì ở mức độ chấp nhận được. Đấy là mình cũng nói luôn, đấy là mình không có đeo ốp hay là dán màn hình gì cho đồng hồ đâu nhá. Bởi vì là mình quan điểm đấy là không thích sử dụng thêm phụ kiện, lại còn cho phụ kiện nữa, như thế rất là buồn cười. Đấy, mình biết là có nhiều bạn các bạn sử dụng AirPods ấy, các bạn sử dụng những cái ốp cái thứ ấy để trang trí chẳng hạn hay là để bảo vệ, nhưng mà đối với mình thì mình không sử dụng cái đó. Lý do tại sao mình lại lựa chọn mua Huawei Band 6 trong khi cái thời điểm mà cái vòng đeo tay thông minh này nó ra mắt ấy, thì cái Mi Band 6 rất là nổi, đúng không ạ? Mình cũng đã chia sẻ trong một cái video so sánh rất chi tiết hai sản phẩm với nhau, các bạn có thể xem lại. Nhưng mà về cơ bản thì mình lựa chọn Huawei Band 6 bởi vì một số những lý do. Thứ nhất đó là cái màn hình của Huawei Band 6 nó lớn hơn, nó hiển thị được cho mình nhiều thông tin hơn. Cái đấy là cái điểm mà mình thích nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái việc đo nhịp tim với cả đếm số bước chân của nó thì mình cảm thấy là nó chuẩn hơn so với cả Mi Band 6. Và cái việc cái thời điểm đầu cái sản này nó có tiếng Việt thì nó cũng là cái điểm mà khiến cho mình dễ dàng lựa chọn hơn. Đấy. Còn cái hồi mà mình mua cái Huawei Band 6 này thì mình sử dụng song song với cả một cái Apple Watch mà mình đeo. Đấy, tuy nhiên là sau khi sử dụng xong cái Huawei Band 6 này mình cảm thấy là nó sướng nhất ở cái chỗ là pin nó cực kỳ trâu. Đấy, xong rồi sang Apple Watch thấy chán hẳn luôn. Đấy, thì từ đó là mình không dùng Apple Watch nữa mà mình thay bằng một cái đồng hồ khác. Đấy, nhưng mà về pin ý, thì thực sự là Huawei Band 6 có một cái thời lượng pin rất khủng khiếp. Nếu mà mình dùng nhiều nhé các bạn nhé, nếu mà dùng nhiều thì phải được 5 ngày. Còn nếu mà dùng ít thì cái việc là hơn tuần là điều rất là bình thường, rất dễ dàng luôn. Đấy, và cũng chia sẻ luôn các bạn, đấy là cái đợt dịch vừa rồi là mình về nhà khoảng vài tuần. Đấy, mình về nhà vài tuần mình làm việc thì thậm chí là mình để quên sạc ở cơ quan này. Sạc đầy pin rồi, để quên sạc ở cơ quan. Về nhà thì mình cũng không kết nối nhiều với điện thoại nữa. Đấy, mà sau khoảng vài tuần nó vẫn còn khoảng 30% pin. Thực sự quá khủng khiếp luôn. Tất nhiên lúc đó thì mình kết nối ít hơn thì nó còn như vậy. Chứ còn nếu mà sử dụng bình thường mà nhiều thì cũng phải được trụ được 5 ngày. Đấy là những điểm mà mình thích ở trên cái sản này. Và mình nghĩ rằng là ở trong cái thời điểm dịch dã như này thì cái mẫu vòng đeo tay thông minh này nó sẽ cực kỳ có lợi cho chúng ta trong rất nhiều trường hợp. Thứ nhất, có thể đo được nồng độ oxy trong máu, điều này rất quan trọng đấy nhá. Thứ hai nữa đó là nó có thể đo được cái mức độ căng thẳng của chúng ta. Đấy, như các bạn biết thì công việc chúng ta hay làm hay là kể học tập hay cũng thế thôi, chúng ta sẽ xuất hiện những cái tình trạng căng thẳng. Và khi mà chúng ta bị căng thẳng thì ở đây nó thông báo chúng ta hết tất cả những cái chỉ số về căng thẳng của chúng ta như thế nào. Đấy, ngoài cái việc là đo nhịp tim, đếm số bước chân cái thứ nữa đấy. Và thêm nữa là cái theo dõi giấc ngủ thì vô cùng chính xác. Đấy. Ví dụ như là cái theo dõi giấc ngủ của nó là nó biết được là bạn ngủ lúc mấy giờ này, thức dậy lúc mấy giờ này. Thực ra là cái ngủ lúc mấy giờ thì mình không biết là mình ngủ lúc mấy giờ, nhưng chắc chắn với bạn là mình biết là mình dậy lúc mấy giờ vì mình có đồng hồ báo thức mà. Thì lúc đó mình kiểm tra thì cái giờ mình dậy ở trên này so với cả giờ đồng hồ báo thức cũng rất là giống nhau. Và nó còn biết được là đêm đến mình ngủ nông hay là ngủ sâu rồi là như thế nào nữa, rất nhiều. Và đặc biệt nữa là chế độ luyện tập thể thao thì vô vàn luôn. Tất nhiên là mình không thể tập hết được tất cả các chế độ thể thao ở bên trong này, đấy mình nói luôn. Đấy, tuy nhiên với việc có quá nhiều các chế độ luyện tập thể thao như thế thì nó sẽ phù hợp với rất nhiều bạn. Ví dụ như có những bạn, các bạn ấy chơi những môn thể thao hiếm có người chơi chẳng hạn,
đấy, kiểu như thế thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được với rất nhiều các chế độ luyện tập thể thao như thế này. Đấy. Và vừa rồi các bạn biết đấy, mình mới mua một cái máy chạy bộ ở trong nhà, cái Kingsmith R2 ấy. Và thậm chí này, ở đây này, nó có phần cả phần chạy bộ ở trong nhà đây này. Bằng nghĩa là chạy bộ nhưng mà chạy ở trên cái máy chạy bộ ấy, đây này, nó có luôn cả cái tính năng này ở đây luôn. Rất là thuận tiện. Đấy, đấy là những cái điểm mà mình thích. Còn mình cũng đã nói đấy, những cái tính năng hiểu là đo nhịp tim hay đếm số bước chân thì cực kỳ là chuẩn xác. Đồng hồ, cái mặt đồng hồ này thì mình lựa chọn cái mặt mà nó hiển thị được nhiều thông tin nhất. Đấy, tất cả những gì mà mình nhìn ở trên này nó vô cùng trực quan luôn. Có một số những cái mẫu đồng hồ nó cũng hiển thị được nhiều thông tin. Đấy, nhưng mà cái cách sắp xếp của nó thì nó đã không hợp lý. Ví dụ như là cái con Amazfit T-Rex Pro mình đang sử dụng bây giờ, mặt đồng hồ to hiển thị rất nhiều thông tin. Đấy, nhưng mà có những cái chỗ cái thông tin nó hiển thị quá to, có những thông tin hiển thị quá bé. Đấy, nên thành ra là khi mà mình nhìn vào thì mình cảm thấy nó không trực quan. Thì ở trên giao diện cái đồng hồ này nhìn rất trực quan luôn, nghĩa là bạn gần như là nhìn đây là bạn có thể nắm bắt được toàn bộ thông tin về sức khỏe của chúng ta như thế nào. Đấy, thì đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy thích. Và đặc biệt nữa là đối với cả vòng đeo tay thông minh ý, thì cái điểm mà mình thích nhất nữa là gì, đấy là mình rất tự tin khi mà mang đi bơi, mang đi test nước các thứ là rất tự tin luôn. Đấy. Cái đồng hồ này thì trước cái đợt giãn cách là mình đã đi du lịch và mình đi lặn biển luôn với cả mẫu đồng hồ này, hoàn toàn bình thường. Thậm chí cái kháng nước của nó mình nghĩ là cao hơn cả công bố của nhà sản xuất cơ. Đấy, thì đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy hài lòng. Và đối với cả vòng đeo tay thông minh ý, thì cái điểm mình thích nữa đấy là cái việc tìm kiếm điện thoại rất là nhanh chóng luôn. Đây, ví dụ mình nhấn tìm điện thoại này. Cảm thấy không? Đấy, tìm kiếm điện thoại rất là nhanh chóng luôn. Ví dụ như là điện thoại của bạn mà các bạn để ở chế độ im lặng ấy, hay là ví dụ như để trong chăn chẳng hạn thì rung vào mắt nó cũng không thể nghe thấy được, đúng không nào? Đấy thì cái việc tìm này nó phát ra chuông, nó có thể biết chúng ta tìm được điện thoại được. Điều này rất là tiện cho mình. Thế tuy nhiên hơi đáng tiếc đó là mẫu này thì nó không nghe gọi. Đấy, nhiều bạn bảo là ôi thôi bới lông tìm vết để mà tìm nhược điểm đi, thì đấy mình nghĩ là có lẽ là cái việc không nghe gọi sẽ là nhược điểm. Tuy nhiên là ở trong cái tầm giá này thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi hơn được. Đấy. Còn cái tính năng nghe gọi thì mình nghĩ là nó không quá cần thiết lắm đâu. Nên là chúng ta không cần phải quan tâm đến cái đó. Và bây giờ thì giá bán của nó đã rẻ hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Ngày xưa mình nhớ không lầm là mình mua cái sổ này nó tầm khoảng 1.3 triệu, 1.4 triệu, 1.390 triệu thì phải. Còn bây giờ nó chỉ còn 1.090 triệu thôi. Còn đối với cả cái mẫu Huawei FreeBuds 4i này thì cái mẫu tai nghe chung wireless này thì mình thấy là có một số những ưu điểm này. Thứ nhất đó là khi mà mình mở hộp ra này thì việc kết nối với điện thoại rất là nhanh luôn. Chúng ta sẽ sử dụng các cái phím chạm cảm ứng ở trên tai là ok này. Cổng sạc là cổng Type-C này, rất ổn luôn này. Chất âm thì khá tốt ở trong tầm giá, có cả chống ồn cái thứ nữa. Cái sổ này thì nó cũng sẽ có Bluetooth 5.1, bắt cực kỳ xa và pin rất là trâu luôn. Mình nghe tầm khoảng 5-6 tiếng đấy là tương đối thoải mái đấy đối với cả cái mẫu tai nghe này. Tuy nhiên là cái việc cái vỏ của nó bóng như này thì nó dễ bị xước này. Và đặc biệt nữa là cầm vào nó rất là trơn tay. Nên là khi mà mình rút ra như này, đây, đến tận bây giờ này, nếu mà tay các bạn mà ra nhiều mồ hôi này, rút ra này nó rất là khó luôn. Đấy, và đấy là cái điểm mà mình cảm thấy chê ở trên cái Huawei FreeBuds 4i này. Tuy nhiên tổng kết lại thì mình thấy là bộ đôi này mình nghĩ là với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra là rất là xứng đáng đấy. Mình nhớ không lầm là cái FreeBuds 4i này cái thời điểm mà chúng ta mua ngày xưa thì chắc nó cũng phải tầm khoảng 1.9-2 triệu gì đó đấy. Còn kể cả có trừ quà các thứ đi nữa thì nó cũng phải tầm khoảng 1.6-1.7 triệu. Nhưng bây giờ khi các bạn mua hàng tại đường link mình để phần ghim comment thì giá nó chỉ còn khoảng 1.390 triệu thôi. Nghĩa là cả hai sổ này nếu bây giờ các bạn mua nhá thì nó sẽ rơi vào khoảng gần 2.5 triệu, một cái là 1.090 triệu còn một cái là 1.390 triệu đấy. Coi như là 1.1 triệu với cả 1.4 triệu đi, cộng lại với nhau là 2.5 triệu, lẻ 20.000 để đi làm việc khác đúng không ạ? Đấy, thừa được lít xăng nhỉ. Đấy thì với cái giá tiền cho bộ đôi này bây giờ là 2.5 triệu thì nó đã rẻ hơn khoảng 500.000 so với cái thời điểm mà mình mua rồi. Thì để mình mua, nếu mà mua cả combo này nhá, rồi trừ khuyến mại cái thứ đi nữa thì nó phải 3 triệu, gần 3 triệu, bây giờ còn 2.5 triệu thôi mà vẫn mua lẻ được. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình thích. Đấy, thì nếu mà bạn muốn mua hàng bộ đôi này thì bạn có thể kích trực tiếp vào đường link mình đã để phía dưới phần mô tả video. Đường link đó thì sẽ dẫn các bạn đến gian hàng chính hãng của Shopee luôn nhé. Các bạn cảm thấy sao, có thể để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.